trình Tôn vinh cà phê Việt lần thứ nhất năm 2023 do báo Người Lao Động tổ chức diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 3 đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Trong đó nhiều bạn trẻ đến thưởng thức, tìm hiểu văn hóa và chia sẻ những câu chuyện xung quanh tách cà phê của Gen Z thời nay. Nằm trong khuôn khổ của chương trình, nhiều gian hàng cà phê đến từ các thương hiệu Việt nổi tiếng đã mang hương vị quyến rũ làm say mê hàng ngàn người tham quan và tín đồ cà phê. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ đến đây không chỉ thưởng thức cà phê ngon, nếm qua cách pha chế của từng thương hiệu, mà còn sẵn sàng hòa mình trải nghiệm những hoạt động thú vị nằm trong chuỗi sự kiện như thử tài đoán hương vị, thực hành pha chế cà phê, giải đáp cùng chuyên gia cà phê hay coffee talk, từ đó có thêm cái nhìn mới mẻ cùng am hiểu sâu rộng hơn về cà phê và văn hóa cà phê. Thông qua các hoạt động trong chương trình Tôn vinh cà phê Việt, có thể thấy vị thế và vai trò của cà phê đối với thị trường hiện nay không còn dừng lại ở lứa tuổi. Ở hiện nay thì các giới trẻ người ta sẽ đi tới những cái quán cà phê và người ta sẽ uống cà phê tại chỗ đó của quán sẽ pha của mình, thì nó vừa tiện lợi, nhanh gọn hơn là mình tự pha ở nhà. Người mà người ta thích uống cà phê thật sự thì người ta sẽ quan tâm đến chất lượng cà phê. Em thấy thì nhiều người hiện nay thì người ta sẽ lựa chọn cái view đẹp, ngoài ra để người ta vừa làm việc vừa chụp ảnh hay là thưởng thức cà phê, đó là cái phụ đằng sau đó. Em uống cà phê thì em thường dùng Arabica. Em thường dùng Arabica nhiều tại vì đối với nữ thì thích uống loại cà phê nhẹ, có vị chua, cho nên lựa chọn Arabica là thích hợp đối với em của hiện tại. Thì xét như là tụi mình á, thì khi mà lựa chọn những quán cà phê á, thì mình nghĩ là sẽ đến những cái quán mà sẽ được set up hơn, tại vì nó sẽ phù hợp với lại chi tiết tụi mình để mà làm việc cũng như là học tập. Còn theo như ba mẹ mình cho biết á, thì với xu hướng á, quán cà phê thì bọn mình, ba mẹ mình lại thích được sự lựa chọn là đến những quán cà phê truyền thống hơn. Tại đó thì họ sẽ chăm chút hơn về những cái vị của cà phê hơn, để mà họ có thể thưởng thức và cũng như là trò chuyện. Cái buổi phụ sắc hôm nay thì em cũng đã được trải nghiệm rất nhiều các loại cà phê từ các gian hàng khác nhau. Đồng thời thì cũng được tham gia cái buổi mà talk show của các chị Jolie. Thì em cũng học hỏi được rất là nhiều điều về cái quá trình khởi nghiệp của chị. Trong cái buổi workshop thì em cũng đã thử được rất là nhiều các loại cà phê của các nhãn hàng khác nhau. Thì mỗi loại thì nó có một cái hương vị cũng khá là đặc trưng. Và em nghĩ là các loại cà phê của Việt Nam thì nó rất nó đậm đà hơn hẳn các loại cà phê của nước ngoài. Thì em nghĩ đây là một trong những sản phẩm mà thị trường của Việt Nam có thể sẽ phát triển, có thể cạnh tranh được với rất nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng ở thế giới du nhập về Việt Nam như là Starbucks, Highland, vân vân. Tất cả mọi người ở đây thì cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một cái workshop, một cái buổi trò chuyện rất là ý nghĩa và giúp cho thế hệ trẻ chúng em biết nhiều hơn về thương hiệu cà phê ở Việt Nam cũng như là tương lai của cà phê Việt Nam so với sự phát triển của thị trường thế giới. Sự kiện Tôn vinh cà phê Việt diễn ra tại trung tâm thương mại Gigamon số 240-242 Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thú vị. Trong sáng 5 tháng 3, chương trình Coffee Talk với sự góp mặt của hai diễn giả là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận và chuyên gia Julie Đặng đã giao lưu, trao đổi với các bạn trẻ, sinh viên các trường đại học về khởi sự kinh doanh, kinh nghiệm sống, quản trị tài chính, văn hóa cà phê, bí quyết tạo giá trị từ ngành dịch vụ ăn uống F&B nói riêng và từng hoạt động kinh doanh nói chung.